xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đi một vòng thành phố San Jose sáng ngày 27 tháng 12 2020 để quý vị xem một vòng Cali miền Bắc. Nhiệt độ bây giờ khoảng 10 độ C. Trời đang nắng nhẹ quý vị, có mây rải rác. Bà con vẫn còn đang nghỉ lễ Noel và có nhiều người xin nghỉ phép luôn cho đến ngày Tết Tây. Còn 4 ngày nữa là tạm biệt năm 2020 vậy. Qua 2021. Thêm một tuổi. Đây là lần đầu tiên Hải Cao Minh ăn Noel rồi Tết Tây ở Cali nữa vậy, ở San Jose nè. Buồn cái gì, tại vì mình không có đeo đạo Thiên Chúa đó. Rồi do dịch Covid nên là đi ra đường mình thấy cũng không có trang trí hay là lễ hội gì hoành tráng hết, mà mình thấy nó cũng giống như những ngày thường thôi. Năm rồi đón Giáng sinh Tết Tây ở trục trà Atlanta gì. Thank you.
nay chủ nhật đường phố trống trải, chạy thoải mái. Giá xăng ở đây thấp nhất là 2.95 đồng một galon, cái gì khoảng 4 lít á, tức là 70.000 4 lít, khoảng 17.000 lít, cũng cỡ cỡ Việt Nam cái gì á. Mình đang đi qua cây cầu vượt cái gì, bắc ngang qua đường xuyên bang 101, về phải là về Los Angeles, 5 tiếng rưỡi lấy xe, còn về trái là về San Francisco, 45 phút lấy xe gì.
Giang phía trước là đường Tu Lì, một trong những con đường mà có cộng đồng người Việt ở đông quý vị. Và góc bên trái là sân bay tư nhân dành cho các máy bay nhỏ bay du lịch, bay dạo chơi quý vị. Ok, thank you quý vị. Hẹn gặp lại clip tiếp theo. Goodbye quý vị.